Ẩm thực của chúng ta xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay là mình sẽ làm món là cá chấm kho nghệ. Đó. Mình đã chuẩn bị một khoanh cá chấm rất là to, mình chẻ đôi ra. Nghệ tươi, ớt mình bỏ hạt đi. Nước mắm, đường và một ít nước lọc. Riêng cái cá chấm này thì mình đã rửa sạch nhé. Và các bạn phải rửa sạch qua nước muối thì nó đỡ tanh nhé. Hay là những cái màng đen thì mình phải rửa sạch, bóc hết màng đen đi. Đó. Và bây giờ mình sẽ chiên sơ qua cá để cho cá bớt tách. Mình đã dán sơ qua qua nhé. Cái nồi mình hơi bé nên mình đã cắt nhỏ nhỏ ra nữa để bỏ cho nó vừa cái nồi này á. Mình mua cá to quá. Và bây giờ mình sẽ tiến hành ướp cá khoảng tầm 20 phút nhé. Mình cho đường vào, nước lọc nhé. Đây nước lọc. Mình cho đường vào này nhé. Vào nước mắm này. Cho một ít nước lọc này. Mình cho ớt với cái nghệ vào. Vậy để cho nó tan đường đi nhé. Rồi mình khuấy tan đều cái hỗn hợp này rồi thì mình sẽ cho vào nồi cá để ướp khoảng tầm 20 phút nhé. Bây giờ mình sẽ khoảng tầm 2 phút. Bây giờ mình sẽ ướp cá nha. Bây giờ cá đã ướp 2 phút thì chúng ta sẽ kho cá nhé. Chúng ta kho to lửa, lúc đầu chúng ta kho lửa nhưng mà khi nào mà cá đã sôi một tí thì chúng ta giảm nhỏ luôn một tí nhé. Nếu xong xét là được.